Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến vừa diễn ra sáng nay 31 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 tỉnh. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn phát triển dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai không đồng đều giữa các bộ ngành địa phương. Một số địa phương đạt tỷ lệ rất cao lên tới gần 70%, tuy nhiên vẫn còn nhiều địa phương đạt tỷ lệ rất thấp. Trong giai đoạn 3, các bộ ngành địa phương cần đạt mục tiêu phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cụ thể, năm 2025, đối với các bộ ngành, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 85% và địa phương đạt tối thiểu 70%. Tại Lào Cai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng một đề án trọng tâm và một nghị quyết chuyên đề. Hiện hệ thống của tỉnh đã tích hợp toàn bộ 1.655 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 100%. Là một trong 17 tỉnh, thành phố đứng đầu có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến từ 50% trở lên. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 68,7%. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ngành địa phương nghiêm túc, chủ động, tích cực vào cuộc, nhất là người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sửa đổi bổ sung kịp thời những bất cập, hạn chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, quan tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tất cả vì mục tiêu chuyển đổi số nhanh, toàn diện và bền vững.